Trong cuộc đời của mỗi người á, vấn đề say dè là việc rất là lớn và rất là quan trọng. À, mặc dù tôi thì trong đây cũng sắp 60 rồi. Dạ. Mà mới được xây một cái nhà gọi là nó có vẻ là nó chỉnh chu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày 27 tháng 3 năm 2023, là nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023 luôn phải không? 23. Thì công ty Tiến Phát số 8 rất là vinh dự khi được nhận thi công là nhà thầu chính của công trình nhà ở của bác sĩ tiến sĩ Lê Công Tấn. Thì thiên thời địa lợi nhân hòa thì mình cảm nhận ở đây là rất là đầy đủ, và mong rằng cái việc khởi công này diễn ra tốt đẹp và công trình của chúng ta được thắng lợi, cũng như là gia chủ sau này là sẽ có tiền tài và nhiều cái lộc bước vào nhà mình để đón nhận một ngôi nhà mới sắp tới. Rồi bác có cái gì bác chia sẻ cho mọi người không? Bác chia sẻ luôn đi. Thì trong cuộc đời của mỗi người á, vấn đề xây nhà là việc rất là lớn và rất là quan trọng. À, mặc dù tôi thì trong đây cũng sắp 60 rồi. Dạ. Mà mới được xây một cái nhà gọi là nó có vẻ là nó chỉnh chu. Dạ. Và cũng rất là vui là được gặp công ty Tiến Phát số 8. Dạ. Nhất là bạn Vũ là giám đốc. Dạ. Thì bước đầu thì cảm thấy là rất là anh em rất là hợp ý với nhau. Dạ. Rất là vui vẻ và đặt hết niềm tin vào chỗ bạn Vũ và cũng như là công ty Tiến Phát số 8, và mong rằng là sẽ có một cái ngôi nhà đúng như ngôi nhà mơ ước. Dạ. Và mong rằng là công ty Tiến Phát cũng sẽ ngày càng phát triển, cũng như là cái gia đình tôi sau khi có ngôi nhà mới á, thì mọi việc đều sẽ bình an và dạ, công việc mọi cái nó sẽ thuận lợi. Dạ. Rồi. Cảm ơn lời chúc mừng của bác Tấn. Thì bây giờ đại diện cho công trình của chúng ta thì Vũ sẽ chính thức tuyên bố khởi công công trình. Rồi cùng nhau xây nhà, cùng nhau đoàn kết để có một công trình hoàn hảo. Mời các bạn cùng xem bản thiết kế phối cảnh nhé. Với quy mô 1/4 lầu 1 sân thượng, diện tích xây dựng 8x13. Đây là bản thiết kế xây dựng tầng 5 với thiết kế hiện đại do chủ nhà yêu cầu. Tiến Phát số 8 sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng ngôi nhà mơ ước của mọi gia đình.